Hi, xin chào tất cả các em. Hôm nay lại mời hai bạn nhỏ này lên review bánh cùng chị Nhung rồi. Để tạo một không khí thật là vui thì Daddy ơi, con sẽ hát một bài nha. Con hát một bài gì cho các anh chị nghe nè. Bác Kim Thang. Rồi, hát đi, vỗ tay. Bác Kim Thang, cả làm bây giờ. Bỏ qua đẹp, tập kè qua cờ. Cho ban đầu, ba cộng mà thế. Cho ban thế, họ làm gì. Con đè đè đang chấp hỏi kè. Con đè đè hỏi rồi, cái gì cà phê. Hay quá. Cho lấy tim một cái la thật bự và một tràng pháo tay nha. Và bây giờ không còn chờ gì nữa, bé Suri và Đếp Tin sẽ review những cái món hàng hôm bữa chị Nhung có mua trong siêu thị. Đó là mấy loại bánh. Bây giờ chị Nhung sẽ lấy cho em xem nha. Chờ một chút nha. Nguyên một bột bự luôn. Bây giờ chị Nhung sẽ lấy là những cái món đồ mà để cho bé Đếp Tin và bé Suri ăn thử coi cảm nhận nó có ngon hay không nha. Con thích cái nào? Rồi, Đếp Tin thích cái bịch này đúng luôn các em ơi. Chị Nhung mua cái này cho Đếp Tin là đúng luôn. Rồi, bây giờ con cầm này đi. Đây, còn Suri thích cái này nha. Thích cái này không? Thích ha. Rồi, bé Suri gật đầu luôn rồi các em. Rồi, con cầm cái này đi. Con cầm cái này nha. Rồi, bé Suri ôm cái này cho mẹ nè. Rồi, và tiếp theo. Và bánh thì cũng không có nhiều lắm, nên là chị Nhung mua có mấy loại thôi. Đây là kẹo nè. Kẹo này là hôm bữa chị Nhung có mua cho bé Đếp Tin này để thử ăn. Rồi, bé Đếp Tin có thích hay không nha. Và đây là rất là nhiều mì luôn các em ơi, rất là nhiều mì. Chị Nhung sẽ giới thiệu từng loại mì cho các em. Nếu như bạn nào clip tiếp theo muốn chị Nhung làm cái loại mì nào thì hãy comment dưới cho Nhung biết nha. Đây là một loại mì ly. Đây mì ly nè. Đây là mì kim chi dạng bát. Ok, đây là mì kim chi nha. Và đây là mì mực chambon mì mực chambon dạng gói. Và tiếp theo các em nhớ nha, nhớ những loại mì và muốn chị Nhung làm loại mì nào hãy comment dưới cho chị Nhung biết nha. Và tiếp theo là mì tôm spaghetti. Đây, mì tô, cái này là một loại mì tô bò thôi. Này các em ơi, mì tô dạng mì bò nha. Ramen bokki. Mì xào, cái này là mì xào ramen bokki. Và đây là mì hình như của bé Đếp Tin nè, mì dành cho con nít đó các em ơi. Và tiếp theo là mì gì đây, khoan để chị Nhung coi. Mì udon dạng bát. Này giống như là chị Nhung cảm giác giống như là cái loại mì nước ở trong Morico á. Chị Nhung có ăn cái dạng này rồi mà không biết là cái loại trong này nó có giống không hay không, để chị Nhung sẽ ăn và cảm nhận cho các em biết luôn nha. Đây là hai gói mì cây. Cũng đã lên cho hai cái gói mì cây này rồi. Và đây là mì giống như mì dạng tương đen nè các em ơi. Mì tương đen nha. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Và đây là mì này chị Nhung cũng có ăn rồi. Chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ review một loạt những cái mì ly để cho các em biết là loại nào ngon và mình chọn mua nha. Và không còn chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ cất cái này vào. Và tập tiếp theo chị Nhung sẽ làm cái này ha. Chị Nhung và anh Phong sẽ review những cái mì, từ mì cây đến những cái mì lon, mì nói chung là tổng hợp các loại mì luôn. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chị Nhung á là sẽ mở những cái bánh này ra để cho bé Đếp Tin và bé Suri dùng thử coi có ngon hay không. Và nó cảm nhận của em nghe luôn. Và đầu tiên chị Nhung sẽ mở một cái bình bánh snack này của Hàn Quốc. Đây là snack tô. Đó, rất là bự đúng không? Thì ở ngoài thì chị Nhung thấy là người ta có để cái hình con cá này rất là đẹp. Nhưng mà không biết là bên trong á là có phải giống như vậy hay không. Giờ mình sẽ cùng mở ra nha. Bây giờ mình mở ra nha. Rồi ok. Bây giờ Destiny rất là nồng nóng luôn đó các em. Giờ mình mở ra nha. Thế nào? Ai cũng hào hứng hết. Mẹ cũng rất là hào hứng luôn. Ồ, nhìn ở ngoài thì nhìn có một cái hình con cá như thế này. Nhưng mà bên trong là chỉ là một cái một dạng hình bánh snack bình thường thôi các em ơi. Đây, một cái hình bầu dục. Bây giờ mình sẽ thử coi ngon hay không nha. Trời ơi, Đếp Tin ngồi xuống, Đếp Tin ngồi xuống. Đếp Tin ăn thấy làm sao? Các em ơi, Đếp Tin chưa ăn mà Đếp Tin ăn trước luôn. Rồi, con thấy làm sao? Ngon không? Có cay không? Không có cay. Rồi, vậy bé Suri ăn thử nha. Ngon quá. Để chị Nhung ăn thử như thế nào.
Wow, và các em ơi, khi chị Dung ăn vào cảm giác là cái loại bánh này nó tan trong miệng luôn á, rất là ngon luôn và thơm nữa, đặc biệt là cái vị tôm á hả, bên ngoài rất là rặt luôn nha. Khi mà ăn vào không thể nào mà cưỡng lại được. Chị Dung nghĩ là cái loại bánh này bé Đức Trinh sẽ rất là thích, và bé Suri nữa, vì không có cay. Bé Trinh chơi xấu à, ăn nguyên bịch luôn à. Bé Trinh đút cho chị hai miếng đi. Nào đó, chị hai con ngồi xuống đi. Ngon quá luôn á các em. Mấy nếu như bạn nhỏ nào mà thích thì hãy mua cái loại bánh này về ăn thử nha. Chị Dung thấy là vừa hợp với các em luôn á. Rồi, Đức Trinh đút cho chị hai nha. Giỡn tay. Và tiếp theo là một loại mochi. Hôm bữa chị Dung cũng đã có đi siêu thị và cũng có nói một chút về bánh này rồi, nhưng mà đây là mochi trái cây. Chị Dung cũng đang rất là háo hức, tại Dung cũng rất là thích mochi. Rồi mình đẩy ra mình thử coi cái mochi loại trái cây này có cái gì đặc biệt không nha. Mochi Betty là cái gì cũng mê hết trơn á. Trong một cái bịch như vậy thì có 3 mùi nha các em, là toàn là vị trái cây thôi, đó là mùi cam, mùi dưa lưới và mùi dâu. Và bây giờ chị Dung nghĩ là cái đây là mùi dâu nè, chị Dung sẽ thử trước cái mùi dâu coi như thế nào nha. Dâu hả? Wow, ở bên ngoài thì cái lớp bánh cũng vẫn giống như là cái bánh hồi trước mà chị Dung đã ăn ở trong Raisin Mon, hay là một lần chị Dung mua về cái hộp bữa các em, thì cái vỏ bánh ở ngoài nó cũng mềm nè, giống như là cái này là người ta tạo bằng một cái lớp nếp á. Nên là bây giờ mình sẽ thử nha. Các em ơi, ngon lắm luôn á. Chị Dung cảm thấy là khi mà ăn vào á, cái lớp vỏ bên ngoài nó hòa quyện với lại một cái nhân bên trong, thơm ơi là thơm luôn. Mà ăn cái vị trái cây thì cảm thấy là không có bị ngán. Ngon quá rồi, cái vị của chị Nhung là mùi dâu á. Cái này của Lip Tin là mùi gì đây? Đâu Tin ăn thử coi. Cắn cái thôi. Cũng là mùi dâu luôn á. Đây thì bé Suri thử nha. Ngon quá à. Để chị Nhung ăn thử 3 mùi coi vị nào ngon nhất nha. Cái này thử coi. Đây là mùi dưa lưới nha. Dưa lưới thì ở bên ngoài cái vỏ thì màu xanh xanh, giống như là cái mùi trà xanh vậy á. Wow, ngon lắm luôn. Vị dưa lưới cực ngon. Số 1 luôn các em ơi. Nhưng bây giờ bé Suri ăn một miếng. Vị dưa lưới rất là đặc biệt nha. Thơm. Đi chang là cái mùi dưa lưới bên ngoài mà tươi luôn á. Tuyệt vời. Trời ơi, Đét Tin ngồi ăn một mình luôn. Hình như là vị của Đét Tin là mùi dâu á. Ngon con. Wow, chị Dung cảm giác là cái loại này rất là phù hợp cho các em luôn á. Là tại vì vị trái cây cũng rất là tốt nè, và ăn thì cũng rất là ngon, nó rất là vui vị nha. Giống như kiểu dẻo vậy đó. Chị Dung nghĩ là chị Dung sẽ mua thêm cái này về ăn, và chị Dung cũng thích nữa. Nếu như mà các bạn nào muốn ăn ngon thì hãy cho vào tủ lạnh đó, càng ngon hơn nữa nha. Và đây là một loại kẹo cuối cùng. Chị Dung nghĩ là loại kẹo này là các em sẽ thích hơn chị Dung, nhưng mà nhớ là ăn ít thôi nha, coi chừng sâu ra. Đây là một loại kẹo dẻo của hàng của Thái Lan, xuất xứ Thái Lan. Và cái loại kẹo này thì bé Suri và bé Tin, chị Dung nghĩ là chắc chắn là sẽ thích rồi. Bây giờ mình sẽ khui ra và ăn thôi. Bây giờ mình khui kẹo này ra nha. Trời đất, Tin cái gì cũng ăn hết luôn á các em. Cái kẹo này cái hình hài này rất là dễ thương luôn nè, rất là nhiều màu nha, rất là nhiều màu sắc đây. Bây giờ mẹ sẽ thử trước nha. Hồi nãy giờ con ăn trước mẹ rồi nha. Ngon quá à, giống như xương gum vậy á. Mà hình như là mỗi màu là một mỗi vị khác nhau á các em. Dâu này là mùi chanh nè, cái mùi hồng hồi nãy là mùi dâu. Rồi bây giờ Tin ăn cái gì nè, mùi nào nè, Tin ăn thử thì đi ngon nè. Ngon chưa? Rồi đây là bé Suri nha, bé Suri ăn thử mùi cam nha. Ngon quá, cực dễ ngon. Cực dễ ngon á. Em ơi, cái này cũng ngon hết luôn á. Cái này là không của anh Phong, anh Phong lựa cho mấy bé luôn á. Tại vì sau đó là cái này chị anh Phong nghĩ là Destin và bé Suri sẽ thích. Không ngờ đúng là ngon. Ok, vậy là cuối cùng
cùng hôm nay chị Nhung và các bạn nhỏ đã review hết những cái loại bánh rồi. Nếu như bạn nào thích thì hãy chạy ra ngoài siêu thị mua thử về ăn liền và cảm nhận có giống chị Nhung không nha. Chị Nhung nghĩ là các em nhỏ sẽ rất là thích luôn. Và tiếp theo chị Nhung sẽ làm mì. Nếu như bạn nào muốn chị Nhung làm loại mì nào trước tiên, hãy comment bên dưới cho chị Nhung biết, chị Nhung sẽ làm ngay thôi. Và bây giờ không còn gì nữa. Bye bye, hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Trời ơi, Destin không chịu bye bye các chị.